sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư bài học hôm môn học Bali pháp cú Ba Mã kệ sanh Đức Phật thuyết khi ngài trú tại trích do câu cháu trai trưởng lão Arakita chuyện rằng trưởng lão Sangha Arakita một trưởng lão có người cháu trai và ngài là cậu muốn xuất gia tiền do trưởng lão tế độ gọi tỳ kheo là sang tác hà ghi này dạ có lời tỳ kheo sang ha rắc khít nhập hạ ở một ngôi chùa làng hai tấm vải tay một tấm vị tỳ nhớ đến sư cậu là thầy tế độ muốn cúng dường tám hắc tay về tỉnh cậu sau khi ra hạ ta không nhận tấm vải cháu buồn lòng trong hầu sư cậu ngợi thầu cũng là sư cậu của ta ngài đã từ chối nhận tấm đối xử với ta, ta lạnh nhạt thôi thôi thì ta bán hai tấm cừu sanh sản bày ta bán có nhiều tiền vợ sẽ sanh cho ta một đứa con ta bế con chùa sư cậu trên đi chỗ được nên ném con xuống đất rồi đánh vợ một phát vào lưng ông bất giác đánh cây quạt sư cậu tưởng là có tha tâm thông biết cháu mới bảo đi đánh vào người phụ ấy mà lại trúng vào đất. Thì kheo trẻ hốt ngừng hùng ném cái quạt bị các tỳ kheo trong chùa bắt lại và dẫn đến đất. Bậc đại hỏi nguyên do sự việc chán nản nên suy nghĩ vẩn vơ tỳ kheo ấy và ngài nói lên bài kệ gặp măng ê chiếc bài kệ vị tỳ kheo lưu 17. Asmi rằng gu ha về chất tăng chất sanh thành ký mà ra bàn đá đáp bằng với các số ít trung tính của tính tự học đưa rằng gắm mắt là đi xa rằng với các số ít trung tính của tính tự hợp thể Eka do từ Eka cộng Chara nghĩa là độc hành đi sống một mình Asari rằng với trung tính của tính tự hợp thể Asari cộng Sari xác
Guha Guha do từ nghĩa là nằm trong cái hang ẩn hang dê chủ có số nhiều nam tính nào chích tăng tới có nghĩa là sanh tiết nhất anh tiết thì vị lai ngôi thứ ba số nhiều của động từ sang giác mê thì hiện tại ngôi thứ ba số nhiều của động từ mốc khách tiết do từ mốc cộng á nghĩa là giải thoát thoát khỏi mà rất bành thạch là xuất xứ cách số trung tính của danh từ hợp thể mà rất bành thạch á do từ ma rất cộng bành thạch á nghĩa là sự buộc của ma sự giam cầm phược ma tù Nhật văn 37 đi xa sống một mình không thân ẩn hang sâu những ai chế ngữ tâm sẽ thoát khỏi ma tù chuyển văn về đưa ê cách chắc rằng asa riêng của hà sát giang chích tăng xàm giấc mê mê tê mà rắc bành hạ mốc hành tí những ai chế ngự được tâm vốn đi xa độc hành vô hình ẩn náu trong hang những người ấy sẽ thoát khỏi ngục tù ma lý giải tâm đi xa tôi rằng gặp là tư tưởng nghĩ ngợi suy diễn lung tung tâm độc hành ê có chắc rằng là tâm khởi chỉ từng một sát na thôi không thể có hai cặp tư tưởng sanh cùng một lúc tâm này diệt mới có sát na tâm khác tiếp nối sanh khởi sắc ri rằng là tâm thuộc danh nam phi sắc aruvi tâm không có hình hài, không màu sắc. Đúng ra, asari răng nghĩa là không thân thể, không có xác thân. Tâm ẩn hang nương náu cái hang u hà tức là tâm sanh cõi ngũ quẩn luôn luôn sáu sắc vật bát thức ru bát nhãn thức nương sắc nhãn vật nhĩ vật tỷ thức nương sắc tỷ vật thiệt thức nương sắc thiệt vật thân thức nương sắc thân vật tâm ý giới và ý thức giới ngoại trừ bốn tâm quả vô sắc nương trú sắc ý vật hãy đa giác quá thuốc những ai chế ngữ tâm về chích tăng rằng tâm cần phải chế ngữ chính là tâm tham tâm sân tâm si những tâm tương ứng với phiền não trước hết là tu tập tâm thiện dục giới dùng tâm thiện dục giới tu tập chỉ samatha và quán vipassana để chế ngự tâm bất thiện và chứng đắc tâm thiện đáo đại khống chế phiền não rồi chứng đắc đạo quả đoạn trừ phiền não người chế ngự được tâm bất thiện như thế sẽ thoát khỏi ngục tù ma marabandhana mokkhanti ngục tù ma marabandhana đây có nghĩa là ba cõi luân hồi tức cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Vị A-la-hán là người đã thoát khỏi sự trói buộc của phiền não và thoát khỏi luân hồi ba cõi. Biên soạn giáo trình tùy theo tệ siêu để có mình thì con xin được thỉnh pháp sư. Thở Đức Phật viên thành chánh giác, cẩm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hậu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô tiên, pháp vô biên mãn túc khai. Tòa, chúng sanh ít vụ. Như hoa sen đẹp xinh mùa. Hoa vương cao, đóa lạ màu, tận đáy vùng nhơ. Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì biết ứng cầu. Cầu tế độ ngự thuyền từ cứu khổ quần mê chúc phước bồ đề chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm phạm thiên vẫn vi trần sáng ngời pháp lặng nhận lời vì đời chuyện luân thuyết trung kiều trần đại
hiểu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giống gió hoàng khai giáo hóa, khởi tích sự tình đại phạm thiên mãi được tán dương. Kính thành dân cúng qua thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi, hành thiện mê trần cặt nghiệp vốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí não phiền kết buộc sân tham, còn chánh pháp người được nghe pháp ngợi sanh trí tuệ vô biên, tỏ nhân ràng đàn thì nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thành Như Lai. Chúng con cung thỉnh hòa thượng Từ Siêu từ bi thuyết giảng bài hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tâm Chung. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Học Tân, cùng Chư Tùng Đức. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng xin nói trước hôm nay chúng tôi cảm thấy sức khỏe nó không được tốt lắm. Sáng hôm nay cả ngày chúng tôi đi qua chùa xử lý làm việc, chiều về cái nó khó chịu. Vì thế bài kinh hôm nay, ở bài đại hôm nay, chúng tôi cố gắng trình bày nếu mà giữa chừng có chuyện gì không có thiết nổi nữa thì xin thỉnh về Thượng Nhật Đẳng, Thượng Tọa Học Tân và hãy giúp cho cái phần còn lại. Hôm nay chúng tôi mệt đuối thật sự, thưa quý vị. Hy vọng là nói một hồi thì chúng tôi quên đau bệnh đi, để mà chúng tôi có thể làm tròn cái trách nhiệm của mình. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về nghệ xuân trong cái phẩm tòa. Phẩm chung này có tất cả là 11 bài kệ. Và đây là bài kệ số 5. Bài kệ số 5, nếu mà nói cái số kệ ngôn thì đó là số kệ ngôn 37, Thamapada 37.
Phật Ngài cũng thuyết về cái hành trạng của tâm. Nhưng mà Ngài dùng cái mạch văn khác đi. Đu đu ga măng. Ừ, cái chờ rằng Asari rằng vua hà sẽ dần dê chi tăng sai nhầm ít sản tích một khăn tích Marapatana. Hai chế ngự tâm vốn chạy xa sáu một bình không thân ẩn hang sâu thì người đó sẽ thoát khỏi ngục tù ác ma. Thuyết như vậy là bởi vì có duyên cớ là cái câu chuyện của một vị tỳ kheo tên gọi là Sankarakata Hakadeya Raghineya là có của ngài trưởng lão Sankaragata. Vị tỳ kheo trẻ đó không có kiềm chế được cái tâm nên có cái sự suy nghĩ mông lung vẽ ra cái viễn cảnh nào là vừa tục ra bán hai cái sách vải cừu mua dê và nuôi một con cá rồi dê cừu đó nó xanh sau nảy nở thành một đàn cừu rồi biến cái đàn cừu đó buôn nuôi bò rồi bán bò để đi cưới vợ cưới vợ rồi sinh con. Thì con nó cứng cáp với ẩm lên trên chùa để đến lễ viếng thăm sư cậu. Rồi đi dọc đường đứa con khóc, người vợ không có biết cách dỗ để cho nó khóc mãi cho nên người chồng tức giận mới đánh người vợ rồi. Và đang trong lúc đó vị tỳ kheo trẻ thì miên man suy nghĩ quên mình đang đứng cầm quạt và hầu vị sư cậu. Cái chỗ thì dịch là sư bác, nhưng mà thưa quý vị, ở trong tiếng Việt của chúng ta đó, Phaginiya, Phaginiya
Giờ phải cái lý là người chị. Còn cái tiếp kỹ ngữ này nhá, là tiếp kỹ ngữ tất thi tá, là dân chuyển quán ngữ. Khi mà dùng cái tiếp kỹ ngữ này giá, nó có ý nghĩa là con, là cháu của ai đó, cho nên chữ phát cái lý cộng này giá thành bỏ cái chữ nạ chấm dưới, cho nên thành trường âm là pha viết này giá, pha cái này giá là người cháu, cháu kêu bằng cậu, tức là con của người chị. Rõ ràng là phát cái đây giá là con của người chị hay là con của người em gái, thì dù chị hay là em gái, thì con của người chị hay người em gái đó thì mình gọi là mình là cậu, là cậu. Cho nên trưởng lão Sankharikata là người cậu mới đúng, người cũng có vị thì khêu trẻ đó. Thời nhỏ đó, khi mà đọc những cái câu chuyện pháp cú thì ở đây đó, ở trong bản kinh cứ gặp cái chữ siêu ác thì cứ là nhớ mãi ở trong đầu là sư bá. Nhưng mà thật ra sư bá tức là bé, là anh hay là em của cha nó, vậy mình mới là sư bá, mình là anh của cha nó thì nó mới gọi mình sư bá. Và nếu mình là vị trưởng lão đó, là em, là em trai của cha nó, thì như vậy nó gọi là chú, mình là sư của chú của nó. Cho nên nó cũng có những chuyện người ta thấy là thường, nhưng mà nó lấn cấn lắm thưa quý vị, nó không có sự đồng nhất với nhau. Cho nên ở đây là chúng ta muốn chỉnh lại. Và có một điều là chúng tôi cũng xin lưu ý là khi mà chúng ta soạn sách, chúng tôi có chỉnh sửa, nhưng mà chúng tôi chỉnh sửa là có cái sự cố ý, chứ không phải là vô tình mà chỉnh sửa, hay là sửa theo cái quán tính năm ba vậy. Vì chúng tôi biết rằng cái tác phẩm này là chúng tôi sẽ làm một lần để in ra, rồi không biết là những cái tác phẩm khác có làm được nữa hay không, thì xem như là cái sản phẩm cuối cùng ở trong cuộc đời. Cho nên chúng tôi soạn, chúng tôi cũng có cái sự tác ý là soạn cho nó chính xác theo cái ngữ văn Pali. Mặc dù nó không quan trọng, nhưng mà để học trên đúng Pali thì phải tìm, phải viết lại sao cho nó hợp, để sau này có ai đó giỏi Bali họ phân tích từ, thì trong trường hợp mình mới không sai được. Trở lại về là ở đây thưa quý vị, cái tâm của vị thì kheo trẻ đó đứng quạt hầu vị sư cậu, nhưng mà lại suy nghĩ miên man, quên cái thực tại đi,
Chính vì cái chỗ mà tâm nó chạy quá xa, Đức Phật Ngài mới thuyết lên cái bài kệ này, làm một cái bài kệ gọi là Durangamang, tức là kệ xa. Thì chúng tôi muốn hiểu là tại sao tâm gọi là chạy xa đó, quý vị đọc như sự thì quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ hiểu được tại sao tâm chạy xa. Nếu mà không kềm chế thì quý vị, rồi tôi suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ nhiều việc, nhiều cảnh, suy nghĩ về những cái chuyện buổi sáng hôm nay xảy ra sao, ngày hôm qua như thế nào, hoặc là ngày mai nó sẽ xảy ra sao, sau ngày mốt như thế nào, cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy. Ở đây trong cái câu chuyện duyên khởi của bài kệ thì cái vị tỳ kheo trẻ đó không phải là cho tâm nó chạy về cảnh quá khứ mà nó chạy về cảnh tương lai, đi quá xa. Chúng ta gọi là cái tư tưởng đi quá xa. Tại vì cái thời gian mà hoàn tục rồi đuôi gia súc, rồi bán gia súc đó mới đi cưới vợ, quá trình đó cũng dài, cưới vợ rồi có con, đối với việc ít trước cái con cũng cỡ khoảng diện 1 tuổi để ẩm nó đi cho cứng cáp, thì như vậy chỉ như 100. Như vậy là tâm có thể suy diễn từ 100 đến 5 năm, 10 năm sau. Suy diễn dài dài như vậy cho nên mới gọi là Durangamang, tức là chạy xa. Còn trong cái ý nghĩa mà sống một mình đó, Ekacharan, là nó đi một mình, hay chúng ta gọi Ekacharan là độc hành. Nhưng mà ở đây thì hễ đã ám dụ thì chúng ta phải ám dụ luôn, chạy xa sống một mình. Tại sao gọi là sống một mình? Bởi vì tâm nó sanh diệt, mặc dù lẹ nhanh nhưng cứ mỗi lần sanh khởi thì từng sát na nối tiếp nhau, từng sát na nối tiếp với nhau thành một chuỗi dài tư tưởng. Nhưng cái lộ trình tâm nó diễn ra thì từng sát na sinh trụ diệt rồi mới thay đổi cái sắc, thì nó trợ duyên cho sắc, cái sắc na tâm khác sanh lên, nó trợ bằng cách gọi là vô nhân duyên, trợ bằng cách là vô nhân duyên. Cái đó là gọi là sống một mình, không thân. Chữ asari răng là không thân, không thân thể. Mà nói cách khác là chúng ta phải hiểu ở đây thế nào, nó không có cái sắc tướng. Đó là phi sắc, vô hình. Bởi vì cái tâm nó là danh pháp cho nên nó là vô hình, không có hình sắc,
Vì cái tâm vô hình không có hình sắc, cho nên Đức Phật Ngài dùng cái từ ví dụ tỷ giáo ám dụ là cái chữ Asarira. Và chữ Asarira ở đây đó không thân, thì chúng ta phải hiểu rằng là vì chân nó là danh pháp, thọ tưởng hình thức là danh pháp nam á tham á. Vì là danh pháp cho nên arupino là phi sắc, nó không có sắc tướng, không có hình tướng. Rồi lẫn hang sâu ở đây trong 31 cõi và trong 12 hạng người đó, thì trong 31 cõi thì chúng ta thấy là chỉ có cái cõi vô tưởng là cái cõi đó không có tâm, tâm không có diễn biến. Còn những cái cõi khác thì có tâm. Và tâm ở đây phải được hiểu là đó là một danh pháp vô hình, không có thấy được bằng mắt thường. Ôi xin lỗi quý vị, cái tâm ở dưới cõi vô sắc thì cũng không có sắc pháp, tức là không có cái sắc thần kinh và sắc y vật, nên không có tâm nó sanh lên, không là không có chỗ nương, nó không cần cái chỗ nương. Nhưng mà tâm nó xuất hiện ở trong 26 cõi ngũ uẩn, 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng, thì luôn luôn tâm nó sanh khởi, nó phải nương vào sắc vật. Ở đây cái ý nghĩa là hang sâu ngũ ha, tức là nương trú. Chỉ vì trong 26 ở nguồn để tâm nó sinh khởi thì nó phải nương trú vào và sắc vật. Nương vào nhãn vật, dĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và nương vào sắc ý vật. Nhưng mà đưa vào sắc vật đó, thì bằng sắc vật thì trợ giúp cho tâm nó nương sanh, thì cái này chúng ta gọi là vật tiền sanh y duyên. Quá chú phù đi chả thắc nít sẽ giáp ở chơi giáp. Như vậy thì ở đây chứ là không có kể đến người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc. Những cõi đó được xem như là những cái cõi vô tưởng thì có sắc mà không danh, còn cái cõi vô sắc thì có danh mà không có sắc. Thì những cái cõi sống còn lại 26 cõi nguồn thì tâm sinh khởi đều nó diễn biến thành một cái diễn trình tâm, một cái lộ tâm, và cái lộ tâm đó nó phải đưa vào
nhưng mà sách Phật mà có. Thí dụ như cái tâm nhãn thức thì nó đương vào nhãn vật, cùng với những tâm sở phối hợp với trong nhãn thức, nó cũng nương, nó cũng nương theo. Cho nên trong tứ đồng tâm và tâm sở, đồng sanh đồng diệt, đồng biến cảnh và đồng nương vật là gì? Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm vốn chạy xa, tức là nó phóng đi rất là nhanh, và nó phóng tâm ra khỏi thực tại, nó suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, và nó sống một mình, tức là sanh diệt từng sát na không thân, tức là không có hình dáng, và ẩn hằng sâu, tức là nương trú vào sắc ý vật. Thì bây giờ ai mà chế ngự được tâm, những ai chế ngự được tâm sẽ thoát khỏi ba tù. Thực ra thì cái tâm mà mình cần phải chế ngự chỉ là tâm bất thiện thôi. Thế nhưng chúng ta phải hiểu rằng là ngay cả cái tâm thiện dục giới, nó cũng tạo ra cái thức tái sanh để hình thành trong cái cõi. Cõi dục giới, cõi sắc giới, vân vân. Thì bây giờ chế ngự đó phải sẽ thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, hay là thoát khỏi ba cái ngôi nhà lửa là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Ác ma thì không phải là tạo ra ba cõi đó. Ác ma không thể tạo ra các cầu cổ đó, mà chỉ do cái phước nghiệp thôi của chúng sinh đó mà nó tạo ra cái khỏi thái sanh này. Nhưng mà nói đến ba tù là chúng ta phải hiểu muốn ràng buộc ở trong cái phòng sinh tử luân hồi, và muốn bị nhốt ở trong tam giới. Không phải chỉ có cái tâm bất thiện mới tạo ra quả thế tục để mà đưa đi sự tái sanh ở trong các cõi. Không phải chỉ có tâm bất thiện thôi, mà ngay cả cái tâm thiện dục giới của chúng ta và cái tâm tu chứng thiền định hiện thế của mình, thiền thiện, thì nó sẽ tạo ra cái thức tái sanh ở trong cái cõi đó, tương ứng với cõi đó, tương ứng với cõi nhân loại, tương ứng với cõi tứ thiên vương, tương ứng cõi trời đau lợi của đủ xuất, cõi quá là thiên thối tự tại. Vì vậy cho nên tâm bất thiện nó cũng tạo ra cái sự tái sanh, mà ngay cả cái tâm thiện dục giới nó cũng tạo ra cái sự tái sanh ở trong kiến giải dùng cái từ gọi là tây phu bi cát,
hay là tiên phun bất khắc, tức là chỉ cho ba cõi dục giới, ba cõi sắc giới, 15 cõi sắc giới và 4 cõi trụ sắc, cái đó gọi là ma tù. Vì khi mà mình bị giam hãm ở trong trong tương giới thì cái sự khổ nó phát sinh lên. Đức Phật là người tiên phu, ngài vượt thoát khỏi mai giới, rồi giải pháp cho chúng sanh cũng thoát khỏi ma giới. Nhưng mà bây giờ nếu muốn thoát khỏi ma giới đó, thoát khỏi ngục tù ma, thì những người ấy phải có cái sự chế ngự được tâm. Tất nhiên chế ngự ở đây là chế ngự tâm bất thiện nè, chế ngự tâm bất thiện. Còn cái tâm quả và tâm tố là cái tâm vô ký và cái pháp vô ký và cái tác thì chúng ta chưa có làm đến ở đây. Chúng ta muốn chế ngự được tâm bất thiện đó thì chúng tôi phải tu tập, mà tu tập thì nhờ cái tâm thiện. Khi một người mà dùng cái tâm thiện để bố thí, để trì giới, để tu thiền thì đó là tạm thời thoát khỏi cái sự dòm ngó của ác ma. Nhưng cái tâm thiện đó, nếu nói theo nhân sinh thì chúng sanh mà làm việc thiện nó còn có kéo theo nữa là có đôi khi do vô minh nó duyên cho hành, hoặc là ái thủ duy cho hữu, nghiệp hành hay nghiệp hữu, thì nó bao gồm cả thiện cả bất thiện trong đó. Tất nhiên là thiện thì thế nó tạo sẽ tạo ra cái quả dị thục rồi dẫn đi tái sanh. Cho nên chúng ta phải tu tập là chúng ta phải chế ngự. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta chế ngự cái tâm bất thiện trước cái đã. Chế ngự tâm tham, tức là căn có căn tham và căn si, nó tương ứng với cái tâm tham đó, thì chế ngự tâm sân. Ở đây chúng ta có những cái sự xuất ly nisana, thì ở đây Đức Phật đã dạy trong cái sự xuất ly đó, tức là chúng ta chế ngự được cái pháp, thì bây giờ chúng ta xuất ly tác dụng là bằng cái và cái tâm thiện. Xuất ly sân hận, xuất ly não hại, xuất ly các sắc, và mà chúng ta xuất ly khỏi các hành, các phân vi.
Cho nên khi mà chúng ta muốn chế ngự tâm và chúng ta phải dùng chánh niệm tỉnh giác để mà chúng ta chế ngự, đè nó, đừng để cho nó đốt cháy, đừng để cho nó chi phối thân và tâm này. Khi mà chế ngự được cái tâm tâm bất thiện rồi thì bây giờ tâm thiện dục giới nó sanh lên, nó thuần thục. Nhưng mà chúng tôi cũng cần phải chú ý Punyapapa Pahinasa, là đến cái giai đoạn sau là chúng ta phải từ bỏ luôn cả cái pháp thiện nữa. Nó cũng ví như là một người dùng chiếc bè để bơi qua sông, qua sông thì phải bỏ bè lại, qua đến bờ kia sông thì phải bỏ bè chứ không có giác bè đi theo. Cũng vậy, khi một người tu tập mà chế ngự tâm bất thiện xong thì tâm thiện sanh khởi, nhưng mà cần phải chú ý là dỗ tâm thiện nhưng mà xin lỗi vì cái bụng của chúng tôi hôm nay nó làm sao nó đau, nó bức xúc khó chịu quá. Thì ở đây chứ chúng ta cần phải chú ý rằng là khi mà còn hưởng dư y thì có cả danh là sắc nó hoạt động, dùng tâm để mà chế ngự tâm, có nghĩa là dùng cái tâm thiện để mà chế ngự cái tâm bất thiện. Chỉ có tâm bất thiện là một điều đáng thì chúng ta chú ý là phải diệt trừ nó. Khi mà cái tâm bất thiện mà đã diệt trừ rồi thì cái tâm thiện chúng ta cũng phải giải quyết cho xong. Bởi vì khi mà chúng ta dùng cái tâm thiện để mà tu tập cái thiện quán thì đến khi mà đắc chứng được đạo quả A La Hán rồi thì lúc bây giờ từ bỏ luôn cả thiện và ác, chúng ta chế ngự tâm thiện, chúng ta chế ngự sao? Bởi vì cái tâm thiện tâm bất thiện nó đều, tâm thiện hiệp thế là tâm bất thiện, nó đều là những nhân tố để tạo ra quả luân hồi. Ồ, chắc có lẽ là xin thỉnh Hòa Thượng Nhất Lẫn và hãy giúp cho cái tiếp lời cho cái Phật sau. Xin thỉnh Hòa Thượng, thỉnh Sư Đệ.
Kính kêu Hòa Thượng Thượng Sư với bài giảng vừa rồi. Bây giờ để Kính Sư Vinh nghỉ. Và còn lại thì Sư Đệ và Chư Tăng sẽ nói đất. Nam Mô Thầy Giáo. Kính đại lễ Hòa Thượng Thượng Sư và đại lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả các Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta học một câu kinh Pháp Cú rất quen thuộc. Và bài kinh Pháp Cú này bắt nguồn từ một duyên sự mà chúng ta cũng rất thường nghe Chư Tăng dẫn chứng ở trong nhiều trường hợp khác nhau. Có những Phật môn và có những điểm quan trọng trong giáo pháp. Khi chúng ta nói nhiều thì chúng ta lại không có thấy bài kinh đó quan trọng như thế nào đối với cuộc sống hàng ngày, mà chỉ nghe như là một ở trong vô số những Phật môn mà chúng ta thường được Đức Phật dạy. Thực ra thì khi đọc qua kinh Pháp Cú Phỏng Tâm, ở trong đó đầu tiên chúng ta có thể nhận ngay rằng Đức Phật này khuyên tất cả những người tu tập, tất cả những người đệ tử Ngài xem tâm ý là một cái mảnh đất quan trọng, tối quan trọng ở trong sự tu tập. Nếu có cái gì cần để ý nhất, cần bỏ nhiều công sức nhất, thì Đức Phật Ngài đặc biệt dạy chúng ta nên phòng hộ và chăm sóc tốt cho tâm của mình. Ở trong ca dao tục ngữ của người Việt Nam, chúng ta có câu là dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Từ nhỏ khi mà chúng ta nghe câu này đó, thì chúng ta có một cái hiểu rất là chủ quan. Đó là cái lòng người thật là khó đo được. Thương đó, nhát đó, ở ngoài thân thiện đó, nhưng trong lòng nham hiểm đó. Và tâm ý con người thật là khó đo được. Nhưng mà nghĩ đó là tâm ý của người khác, của ai đó. Và chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái tâm ý của mình thật sự rất khó hiểu. Khó hiểu hơn cả tâm ý của người khác nữa. Chúng ta rất là chủ quan. Nghĩ rằng lòng người ấy, thì đa phần là bất định. Nhưng người nào chứ phải mình. Tâm của mình thì tâm mình phải biết chứ. Chuyện mình biết. Chỉ sợ ta đi guốc trong bụng mình thôi. Chứ mình không cần đi guốc bụng mình biết tâm mình rồi. Thật ra, đây là quan niệm rất là chủ quan. Chúng ta biết rất ít về bản thân của mình, nhiều thân cũng như tâm. Quý vị, chúng tôi là người bị tiểu đường. Và mỗi lần chúng tôi đọc một bài báo, hay là đến thăm một bác sĩ, thì chúng tôi lại hiểu thêm một số điều về tiểu đường. Mà chỉ riêng về tiểu đường thôi, cái bệnh nó xảy ra trên thân của mình không hiểu. Và chúng ta hiểu hết thân của mình. Nếu mình hiểu hết, mình đâu có cần phải đi bác sĩ. Nếu mình hiểu hết thân của mình, thì mình đã biết cái gì tốt cho nó, biết cái gì thích hợp cho nó, biết chữa trị cho nó rồi. Thân đã khó rồi, tâm còn khó hơn nữa. Khó lắm. Và có lẽ ở trong rất nhiều câu Phật cô mà được Phật dạy, thì bài kinh Pháp Cú hôm nay mà Hòa Thượng Tuệ Siêu vừa trình bày đó, thì một lần nữa gợi nhắc cho chúng ta về một thế giới nội tại sâu kín, khó biết, khó thấy, khó hiểu. Chúng ta sống được một người nào đó thì chúng ta cứ nói rằng người đó khó hiểu quá, người đó vô chừng, không ai đoán ra được, không đoán được.
người tốt, người đó xấu. Ví dụ như là bà mẹ sinh đứa con, đâu có ngờ rằng có một ngày nó nổi khùng lên, xách súng vào trong trường học bắn thầy cô bạn bè, rồi nó lại vào tù, nó gây bao nhiêu lưu linh người khác, sinh con ai dễ sinh lòng. Cha mẹ đoán con đã không ra thì đừng nói thì chúng ta là người ngoài ngoại cuộc, nhưng mà đừng quên một điều là bản thân của chúng ta có nhiều lúc chúng ta không hiểu là tại sao cái việc đó rất là tầm thường mà chúng ta bỏ ra công sức nhiều, tại sao có những việc không đáng gì mà chúng ta lại tha thiết, mà có những chuyện đáng chứ không tha thiết. Chứ người sống trong một thành phố thưa quý vị, và đôi khi nghe những chuyện mà lạ lắm, kinh điển giáo pháp có đó thì phật tử lơ là, nhưng có ai đó về dạy nhân điện hay là dạy về chúng sinh hay là dạy về một cái ngành gì đây có cái lạ lạ đây là súng lại ca tụng, và chúng ta biết là chỉ một thời thôi, một phong trào thôi. Nhưng rồi chúng ta phải trở về lại với căn bản của mình, cái tâm của chúng ta khó biết, sớm nắng chiều mưa có những lúc mà rất là nên để hăng hái thì chúng ta không hăng hái, có những lúc lên thư giãn thì chúng ta không thư giãn. Và chúng ta nghe kỹ lại lời Phật dạy, đi xa về cô độc vô hình tỉnh hang sâu, ai đi phục tâm ấy tử thần không bắt được. Là sao đi xa vời? Thế giới nội tại là một thế giới mông lung, mông lung lắm, mông lung lắm. Chúng ta cứ nghĩ về một người sống trôi dạt, nay chỗ này, nay chỗ kia, thì ta nói đẹp là một du tử, đẹp là một tấn tử. Nhưng rồi nó cũng có thể là một kẻ lang thang, không phải lang thang hành khất như là hôm mình Hesse nói, và chúng ta chỉ nói đến một kẻ khoan dại rừng rú, sống giữa thảo nguyên bạt ngàn, sống trong xã hội không đi về đâu, trở thành một kẻ vô gia cư. Mình nghe thấy lạ. Nếu chúng ta sống gần một người thân, đó là anh, là em, là cháu, và chúng ta không biết hành tung của người đó, có thể buổi tối rời nhà, có thể buổi sáng tìm ở đâu đó. Ở Hy Sinh chúng tôi có một lần, người ta mời đi đám tang. Mà đám tang này rất lạ quý vị, ở trong một gia đình rất đông người, nào là anh em, bà con, quyến thuộc, và cũng có những người đa số là khoa bảng, là nha sĩ, là bác sĩ, nhưng mà mời chúng tôi đi tụng kinh. Và đám tang nó chỉ một mình chúng tôi là khách, còn lại là người ta giao quyến. Họ dẫn chúng tôi đi đâu? Họ đưa chúng tôi đến một cái nghĩa trang tập thể. Nghĩa trang tập thể đúng nghĩa. Tại vì sao vậy? Chúng tôi đến cái nghĩa trang đó là nghĩa trang của Harris County. Và thưa quý vị, lần đầu tiên trong đời chúng tôi nhìn thấy những cái bia mộ, và bia mộ thật lớn, và ở cái bia mộ khác nhiều nhiều tên người lắm. Và ta dạy thế chúng tôi biết rằng ở trên mỗi tấm bia này khác 200 người, và ở dưới tấm bia này là có 200 hũ cốt. 200 hũ cốt này của những người homeless, những người vô gia cư, họ chết đi, nhưng mà chính phủ bằng cách này cách khác biết được tên của họ, đem xác họ đem về thiêu và chôn ở đó, và tìm cách để báo cho có ai quen biết thì đến, không biết thì thôi. Và một trong 200 người nằm ở trên bộ bia đó có cái tên tiếng Việt rất rõ ràng, thì đừng biết rằng đó là một người bất đắc chí, một thời có tiền có bạc, rồi vì lý do gì đó họ không nói, khánh tận tài sản, tự ái không nhờ tới em, sống sa sút, uống rượu, rồi cuối cùng mất tất cả, mất trắng tay. Có một đứa con đi học mà cũng không biết tìm cha ở đâu, còn là anh chị em là không biết lạc nữa. Có một vài lần biết người đó là trở thành những người homeless vô gia cư, thân nhân đến tìm cách đem về nhưng mà người đó từ chối,
tìm cách chạy đi. Không ai có thể đi rồi bắt trói lại một cái người mà muốn lang thang hết. Và cuối cùng một ngày mùa đông lạnh giá, người đó đã chết. Mà cảnh sát tìm đâu đó một ít giấy tờ tùy thân còn lại trong người, biết được tên người đó, và cuối cùng đã tìm ra thân nhân người đó để báo. Thưa quý vị, chúng ta thấy một người ở xã hội ngày hôm nay sống mà không biết mình đi đâu về đâu, bước ra đường không có địa chỉ, không có một email để liên lạc, không có một địa chỉ cố định về nhà cửa, dù là nhà thuê, nhà mướn hay nhà làm chủ, thì chúng ta đã thấy rằng lạ lùng rồi. Cuộc sống như vậy là cuộc sống vô gia cư, cuộc sống như vậy cuộc sống rừng rú theo cách hiểu của chúng ta. Nhưng cái đó nó chỉ là một cái gì rất là nhỏ so với cái thế giới mà Đức Phật này gọi là thế giới mông lung, thế giới bao la của tâm thức. Tâm thức có thể hôm nay say đắm trong một bài thơ cổ của Lý Bạch, ngày mai ưa thích một bản nhạc jazz của một ca sĩ nào đó hiện đang nổi danh, có thể ngày mốt nhớ vì mối hận mà năm xưa nào đó mình đã từng có, rồi có một ngày ngồi chỉ đến tham vọng trong tương lai mình sẽ mua nhà mua cửa vân vân. Nếu chúng ta có tu tập, có hiểu Phật pháp, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng thế giới nội tâm đồng chí rất là mông lung. Nó mông lung đến nỗi mà không ai trong chúng ta biết được chiều rộng, không ai trong chúng ta biết được chiều sâu, không ai trong chúng ta có thể lượng định được. Tâm ý là khôn cùng, khó bắt, khó nắm lấy. Và đặc biệt, chẳng chỉ có mông lung, chỉ đi xa vời ở đây chỉ trong cái cảnh giới nó xa, nó rộng lắm. Có thể không phải là bên kia quả địa cầu, bên kia Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, có thể là không phải nó là đời này mà đời trước. Nó có nhiều chiều kích, không phải là 2D, 3D và 4D, chiều kích, chiều ngang, chiều dọc, có thể là chiều sâu và có thể chiều kích của quá khứ, hiện tại, vì đã đủ thứ chiều kích đó. Chúng ta không nắm bắt được. Và rồi cô độc, cái cô độc đó nó chỉ cho một cái nỗi cô đơn muôn thuở. Ngay cả một người sống gắn bó hàng ngày với người đầu ấp tay gối, ngay cả một người sống trong quân ngũ mà một chung quanh bao nhiêu đồng đội, ngay cả một người có những người bạn chí thân đồng hành, nhưng một khi những giây phút người đó nằm ngủ, những giây phút người đó đứng ở một nơi nào đó thả hồn thơ mây gió, thì người đó vẫn đi một mình. Thế giới này sẽ dĩ nó mông lung đối với tâm ý là bởi vì ở trong cái thế giới con người sống rất riêng tư. Riêng tư là một cái nói văn vẽ, và nếu chúng ta nói rõ hơn đó là thế giới rất là cô độc. Thật ra thưa quý vị, có một sự thật như vậy. Con người chúng ta nếu mà không có y phục mà trở nên trần trụi lõa thể đó, thì chúng ta sẽ rất xấu hổ. Do vậy chúng ta phải mặc quần mặc áo, phải che đậy để có một cái cảm giác là mình cũng được, mình cũng thúc, mình không đối đối tệ, hoặc là ít nhất là mình cũng không có cái xấu hổ về cái trần trụi của mình. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu có người nào đó mà nhất cử nhất động đều biết chúng ta đang nghĩ gì, thì liệu rằng chúng ta có sống bình yên không? Không, chúng ta sẽ rối loạn. Cái này không đúng, quý vị cũng nghe qua từng tự siêu kể của Kinh Pháp Cú. Và thỉnh thoảng cũng nhắc câu chuyện này. Một vị thánh nữ A-la-hán chính thánh quả, có tha tâm thông, có lòng để hỗ trợ chư tỳ kheo. Mà những vị tỳ kheo đến đó tu tập đó, thì dần dà khám phá ra rằng cái gì mình suy nghĩ, mình mong chờ thì bà thí chủ tính tự đó đều biết hết, biết một cách rất là chính xác tương tự. Cái vị đến sau còn sợ hãi hơn nữa,
Và bởi vì không còn có cái chỗ riêng tư nào, mình nghĩ gì vậy nó biết hết. Việt Nam chúng ta gọi là đi guốc trong bụng, mà còn hơn đi guốc trong bụng nữa, nghĩa là đọc rõ ràng, tức là không có một thế giới riêng nữa. Thì bên này mới sợ hãi, rất sợ, sợ rằng mình có những cái tà tâm, có tà ý, nghĩ về chuyện này chuyện kia, những cái tạp niệm, những ác niệm, những bất thiện niệm, thì thí dụ mà sẽ đọc được. Vì này về bạch với Đức Phật, Đức khuyên nên ở lại tu, trở lại chỗ đó để tu tập. Tại vì sao? Tại vì một khi mà chúng ta không còn có sự riêng tư của chính mình nữa, thì lúc chúng ta sẽ chịu khó tốn liễm, chịu khó tu tập nhiều hơn. Nhưng mà phải nói rằng ở trong cuộc đời này, cho dù người ta sống ở một thành phố có 35 triệu dân như Tokyo hay là Thượng Hải, cho dù sống chung một nhà 3-4 thế hệ, cha mẹ, ông bà, con cái sống chung lẫn nhau, cho dù uống chung một giường với một người vợ hay người chồng đó ấp tay khói nữa, thì trong thế giới nội tại chúng ta vẫn một mình. Chúng ta vẫn một mình. Không ai biết rõ. Người ta có thể đúng là chúng ta có thể đang vui, đang buồn, đang bực cái gì đó. Nhưng mà thật ra có phần lớn chúng ta không biết được. Thành ra gọi là đi xa vời rồi mà còn cô độc. Chúng ta nhớ một điều là do tâm ý, nó có một cái rất riêng, một cõi rất riêng. Cõi đó vừa mênh mông vừa rất riêng. Thành ra nó trở nên loạn, loạn động, trở nên dao động. Con người chúng ta lạ lắm. Bây giờ quý vị biết là mình sống tương tác với nhiều người xung quanh, ra ngoài đường lái xe có người này người kia, sống trong nhà có thân nhân quyến thuộc, đến lớp học có người. Một khi chúng ta vào trong rừng một mình thôi, thì chúng ta không bận lòng để gài nút áo cho thẳng. Chúng ta sống một mình thôi, chúng ta không cần phải dọn dẹp cho thương tất xung quanh. Thì đó là tâm ý của chúng ta cũng phải. Cái sự cô độc của tâm ý đó là nó tạo nên một cái bản chất rất bản năng, rất hoang dại. Bởi vì sao vậy? Đó là thế giới rất riêng của mình. Vô hình, vô hình, vô tướng. Cái thân của mình á, khi mình mệt mỏi, nhìn mặt tái mét, khi mà mình giận mặt đỏ phừng, cũng còn thấy biết được. Hoặc giả là có nhiều người giận quá tay run run lên, thì cái thân mình biết được. Nhưng cái tâm mình phải biết, nó là một thế giới đôi lúc hoàn toàn vô hình vô tướng. Đã vô hình vô tướng, khó tiên liệu. Không phải tất cả, nhưng mà đa phần của chúng ta rất khó, rất khó để nắm bắt tâm của mình. Có những người mà tự nhận rằng thấy bị tâm tôi tốt lắm, hay là người này tâm thế này, người kia tâm thế kia. Kỳ thật thì đó là một cách nói rất là thường tình, cách nói rất là chủ quan. Nhưng mà riêng chính họ thì không hiểu đâu. Cái tâm của chúng ta, thưa quý vị, nó có trăm muôn ngàn thứ rắc rối. Nhưng mà vì nó vô hình vô tướng, đôi khi chúng ta không biết. Nếu chúng ta mai gặp Đức Phật, gặp các bậc thánh đệ tử của Phật, chỉ bậc thiện trí chỉ điểm cho chúng ta một vài thứ, thì chúng ta có thể đủ khả năng nhìn vào chính mình một cách thành thật. Còn ngoài cái ít lắm, chúng ta ít khi dám nhìn mình thành thật. Và chưa hết, đã đi xa vời trong thế giới mông lung, đã cô độc, hoang dã một mình, đã vô hình vô tướng rồi, mà nó còn ẩn hang sâu kìa. Hang sâu đó là gì? Hang sâu đó là những cái khúc mắc, hang sâu đó là những cái thế vị, hang sâu đó là những điều mà chính mình cũng không ngờ đấy. Chúng ta sống không phải chỉ có sự nhận thức, chỉ có hành động, mà chúng ta còn sống với vô số cái phức tạp trong quá khứ. Và đó là những cái hang sâu thẳm. Chứ không biết là một số các nhà văn trước 75 đó, khi họ biết sách thần đặt đặt những tựa đề là do cái sự cảm nhận nào đó, hay là do học lại của người khác. Nhưng mà có những tựa đề sách hồi nhỏ chúng tôi nhớ rất là thú vị khi đọc, ví dụ như là Sa mạc tuổi trẻ của Dương Anh, hay là Hố thẳm tư tưởng của Phạm Công Thiện. Sa mạc hay là hố thẳm chỉ cho cái
gì đó mà nó rất là bao la, nó rất là sâu thẳm, chúng ta không thể dò tìm, và chúng ta có thể dễ dàng bị tan chảy, bị chết gục, bị cuốn hút, bị biến mất ở trong cái sâu thẳm, ở trong cái mênh mông. Dù là cái sự sâu thẳm của một hố, cái sâu của một hố thẳm, hay là cái mênh mông của một sa mạc, thì chúng ta không thể không sống được điều đó. Đời sống của chúng ta có rất nhiều quẩn khúc, chúng ta không biết được. Thật ra thì thời Trung Cổ, người Âu Châu mặc dù có ảnh hưởng một phần của nền triết học Hy Lạp, Hy Lạp có những bậc hiền triết nói những câu nói để này, nhưng mà Âu Châu họ vẫn đặt trọn trong thời Trung Cổ, họ vẫn đặt trọn một cái niềm tin là Thượng Đế đã tạo ra con người, và Thượng Đế đã cho con người một sự sống. Con người chỉ phân là cái nào là tội lỗi, cái nào là không tội lỗi, cái nào là điều răn của Chúa, cái nào không có điều răn của Chúa, đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục, đều đúng không? Nhưng mà tới khi Sigmund Freud, một nhà tâm lý học người Áo, ông đã giống lên một tiếng chung, ông nói về những cái phức cảm ở bên trong nội tâm con người. Chúng ta đi là không phải chỉ mang theo quê hương, mà chúng ta mang cả một quá khứ. Quá khứ rất có thể chúng ta không hiểu biết được. Tại sao có những người mà chúng ta mới gặp chúng ta rất thích, mặc dù họ không có làm gì để chúng ta thích hết. Tại sao có những người chúng ta gặp chúng ta không ưa, mà họ cũng chẳng làm đụng dầm tới chúng ta hết. Và cái ưa và cái không ưa đó, đó nó đơn thuần có nhiều khi là do cái nón họ đội, do cái áo họ mặc, do cái cách họ ứng xử. Thứ vị, quá khứ luôn chi phối chúng ta. Quá khứ tạo nên vô vàn những phức cảm, và những phức cảm đó đó nó là những cái hố sâu, và cái hố sâu đó là nơi mà tâm ý chúng ta ẩn, chúng ta không biết. Ai mà có thời gian sống ở nông thôn, đặc biệt mới đi săn bắt, thì chúng ta biết rằng một cái bản năng tự nhiên của loài thủy tộc ngay cả vật ở trên bờ là đi tìm những cái hang để mà ẩn thân, ẩn áo. Dù đó là cái hang tôm tích, hay là cá chạch nó vùi mình ở dưới bùn, hoặc giả là những cá lau kiến, cá lóc nó sống ở trong những hang sâu. Ở miền quê, thưa quý vị, người ta có một cách bắt cá đó mà người ở thành không tưởng tượng được, là một cái con kinh hay là một cái mương đào nước mênh mông mà họ vẫn bắt được cá. Họ bắt làm sao? Họ bắt bằng cái kỹ thuật gọi là dầm dấu. Dầm dấu là thế nào? Người ta đi dùng cái bàn chân của mình ấn xuống dưới sình để tạo thành những cái dấu, rồi lát nữa quay trở lại và tìm lại dấu chân của mình ở dưới nước. Và trong dấu chân đó thường là những con cá, nó lại tìm tới nằm ở trong đó. Và với một chút kỹ năng á, người ta có thể bắt được cá rô, cá sặc, cá lóc ở trên. Nghe thì rất là mơ hồ, nhưng mà chúng ta biết một cái bản năng của cái loài cá là gì, là cái chỗ nào có lỗ, có hang thì nó chui vào, nó nghĩ rất là nơi trú ẩn. Có những con vật đó nó trú rất sâu. Con người chúng ta thì vào trong ngôi nhà khóa cửa lại, chúng ta ở nơi nào thì cửa đóng thành gà, nghĩ rằng như vậy là an toàn. Con vật thì nó đi tìm vào hang. Đa số những giả thú trên rừng cũng sống trong hang, dù đó là con gấu, con cọp, hay là ở dưới nước những con cá, con này con kia thì nó sống vào trong hang. Tâm của chúng ta cũng phải, và đây là một trong những cái mấu chốt của đời sống nội tại mà chúng ta rất ít khi biết. Mình cứ tưởng đâu rằng mình biết mình, có thể mình không biết người khác, người khác có biết. Họa hổ, họa bì năng, họa cốt, họa tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Nhưng mà bản thân của mình không phải là mình biết tên họ, mình biết gia tộc, mình sống với mình từ sáng tới chiều. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng hành quẩn đó, mình thích quẩn đó mà mình nói biết, mình không có không biết. Chúng ta không biết được. Đi xa vời cô độc,
vô hình ẩn hàm sâu. Và Đức Phật Ngài đưa ra một lời đại thật là ai điều phục tâm ấy, tự thần không bắt. Ý nghĩa muốn nói rằng ai có khả năng điều phục tâm, thì người đó sẽ thoát khỏi tình trạng, người được giải thoát, vì là thoát khỏi cảnh giới sanh tử. Đức Phật không nói một cái chuyện mơ hồ như một câu mãn thiền của Trung Hoa, nhưng mà đây là một câu mãn lớn mà Đức Phật nói rất rõ. Ngài nói rất rõ đến độ đi vào từng chi tiết, đi xa vời, tức là nó lan bạc trong cảnh giới mông lung, cao vời, xa xăm, cô độc, là đi một mình tự tung tự tác, vô hình vô tướng, là khó nắm bắt, khó nhận diện, khó có thể biết được cái gì là cái gì. Ở hang sâu là một cảnh giới của tâm đầy mắt, đầy phức tạp. Đức Phật kể dùng không biết bao nhiêu ngôn ngữ để nói lên những cái ý gì, để đó là những điều mà chúng ta gọi khó có thể thấy biết được. Và mỗi người tu tập thì đều phải có khả năng thành thực với chính mình, dám nhận với chính mình là tâm ý thực sự rất khó điều phục. Những người mà như Sa Di xuất khóa 7 tuổi mà thấy người ta chút mũi tên, thấy người ta đèo bánh xe, thấy người ta dẫn nước vào rượu và nghĩ rằng những khúc cổ là vô tri, nước là vô tri mà có thể lèo lái, có thể dẫn dắt được, có thể gọt dữ thì huống chi là tâm. Đó là một đại dương của một vị A-la-hán trong kiếp đồng. Có những người không chịu nổi cái sự tương tư của chính mình mà phải đến Đức Phật khai trị như là hoàng tử Nanda Sơn Phi Xuất Gia, nhưng mà nhờ của bậc đạo sư chỉ đúng bệnh vì được vượt qua. Chúng ta ngày hôm nay, quý vị, tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị thật tốt về tâm lý, là cuộc tu có nghĩa là đối diện với chính mình, và đối diện với chính mình có nghĩa là chúng ta phải quán chiếu trực tiếp vào tâm ý của mình. Tâm thức như vậy đó, nó hỗn độn như vậy đó, nó khoan dãi như vậy đó, nó gút bắt như vậy đó, nó chứa đầy quẩn khúc như vậy đó, nó mang nhiều phức cảm như vậy đó, thì chúng ta phải làm gì với nó? Nếu mình bỏ lơ điều này, mình không nghĩ đến điều đó, là chúng ta quá chủ quan, và thật ra chúng ta có 100 năm chúng ta làm gì được, không làm gì được nếu chúng ta không thấy chìa khóa quan trọng này. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là thật sự trong sự tu tập thì cái chuyện điều phục tâm ý là một chìa khóa quan trọng nhất. Đức Phật cho chúng ta rất nhiều những kỹ năng, hướng dẫn về kỹ năng, ví dụ như giới, về định, về tuệ, về chánh kiến, chánh tư duy, về chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, ba vị pháp trời đạo, v.v. Nhưng mà tất cả đều mang một mục đích, đó là điều phục tâm ý. Trong cái chuyện hôm nay đó, chúng ta nghe về một người Sa Di muốn tâm ý không được điều phục, mặc dù tu theo sư cậu là một người khả kính, nhưng mà rồi vì có người cho mình một sắc phải tốt, bây giờ sắc phải bây giờ đôi khi người ta không quý mình sắc phải hồi xưa, thưa thì mấy hồi xưa là phải được dệt lên, mà đủ may y là lớn lắm, vì Sa Di không biết có phước gì đó mà người ta cho sắc phải lên. Và thấy rằng mình đã có y rồi, mình không cần, thì mình cũng dừng cái sư cậu, nghĩ sư cậu sẽ vui. Sư cậu là vị A La Hán thì ngài cũng sống cái hạnh tri túc thôi, cái gì vừa thải không cần thì không có nhận, mà cái khi ngài không nhận thì bị sư ý là buồn, và cái buồn đó là một khởi điểm của những ý tưởng mông lung. Ý tưởng mông lung nó tạo nên những cái hư cấu, nó giống buồn biết thời biết đưa ra những tình tiết đó, chúng ta cười cũng được, nhưng mà đó là chính chúng ta có vô số cái hư cấu sáng tác sáng tạo trong đầu, mà cũng nghi ngô cũng buồn cười như vậy, mà chúng ta không để ở trong đời sống nhiều lắm. Chúng ta cứ nghe người ta nói nhau về người này kia thì lâu ngày chúng ta biết là cái gì thiêu dịch như thế nào. Ít có ai nói về người khác mà không thiêu dịch lắm. Ví dụ mình nói nghe nói người này nói người kia, nếu mình có cái tư tưởng công thức gì đó, mình nói từ cái không có xấu lắm cho thật là xấu, rồi
khi mà mình có cái tư tưởng mình đã thiêu dệt rồi đó, thì cái người đó không tốt lắm. Mình nói giống như ông thánh hoàn hảo. Thật ra thì lý do khuyên mình chúng ta không nên nghe những thị phi nhiều là tại vì những thị phi ấy bởi vì chính xác lắm. Ở trong thời gian qua chúng ta có dịp để nghe lại một số một trường kể từ một số người mà họ kể, mà chúng tôi là người trong cuộc thì chúng tôi nghe chúng tôi biết là gì, tại vì những gì mà họ kể nó có chúng đúng ở đâu hết, mà là họ thêm mắm và muối đủ sự chuyện này. Và con người chúng ta thường nghĩ rằng chuyện đó hay, nhưng mà thưa quý vị, cái sự theo dệt và trí tưởng tượng, sự phóng đại, nó phải là một điều mà chúng ta hiểu rằng tâm của chúng ta nó có bản chất là như vậy. Như một tác giả viết rất giỏi, viết rất nhiều, Kim Dung một ví dụ, ông viết 14 tác phẩm nổi tiếng, ví dụ như là Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hạ Đại Hiệp, Thư Ký Vẫn Cụ Lục Lục Định Tí, v.v. Kể ra ông biết nhiều và viết thành công. Có những người khác như Cổ Long cũng thành công, không thành công bằng. Mà chúng ta biết có những tác giả như Leon Tolstoy, tác giả của Chiến Tranh Và Hòa Bình, ông biết nhiều tác phẩm, rất nhiều tác phẩm. Có những tác phẩm dịch sang tiếng Việt như Chiến Tranh Và Hòa Bình hay là Sơn Âm Êm Đềm chúng ta đọc, nhưng mà có rất nhiều tác phẩm mà chúng ta chưa từng được dịch chuyển sang tiếng Việt. Thì chúng ta sẽ gọi là văn hào. Nhưng mà chúng ta nhớ một điểm như vậy, là trong sự sáng tác đó thì họ đã biết là những điều nó mang tính hư cấu. Dĩ nhiên có nhiều kiến tích dịch ra tù, có nhiều dựa sự thật không biết lại, nhưng mà đa phần là hư cấu. Và chúng ta nên nhận ra được một điều rằng tâm của chúng ta đó, nó là một nhà sáng tác. Có khi sáng tác rất tồi về mặt văn chương chữ nghĩa, nhưng mà nó lại rất là giàu có về số lượng. Ở trong đời chúng ta có tưởng tượng trăm muôn ngàn thứ. Người Trung Hoa có câu nói như vậy, họ nói là đa ngôn đa quá, càng nói nhiều thì càng lỗi nhiều. Và chúng ta phải nhìn nhận trong cuộc đời, càng sống thì chúng ta càng thấy là những người hay nói nhiều về chuyện người khác đó, thường thường là càng nói nhiều thì càng nói sai. Mình đâu biết hết đâu. Có cái gì để mà mình biết hết chuyện người khác? Người ta nói xin lỗi nghe. Cái cách đó họ rất là thông tục, rất là tệ đó. Họ nói rằng sao anh sao chị nói chuyện người khác giống như nằm ở dưới gầm giường của người ta. Nhưng mà mình phải nói một điều là chúng ta có cái trí tưởng tượng siêu việt, một trí tưởng tượng quá mức, và chúng ta sáng tạo rất nhiều điều, tạo những hư cấu. Quý vị để ý là một khi chúng ta nói về người này, nói về người kia, nói về chuyện nọ đó, nó có vẻ như chúng ta nắm rất vững câu chuyện rất rõ chi tiết, và một ngày nào đó chúng ta tỉnh táo nhìn là thật ra chúng ta không biết hết, mà nó phần lớn do trí tưởng tượng mà ra. Chúng ta phải tôn trọng điều đó. Và về mặt khác thì chúng ta hiểu rằng vị sa di này, cái hậu quả sự cậu từ một cái nỗi buồn nhỏ, đó là mình nhân sư cậu chúng phải tốt một miếng, một cái không phải tốt mà sư cậu không nhận, chúng buồn mà đẻ ra bao nhiêu tình biết bao nhiêu câu chuyện. Đó là không phải chỉ bản chất riêng vị sa di đó, mà là bản chất của tất cả chúng ta. Đó là bản chất của nội tâm. Bản chất nội tâm là theo dịch, tạo nên những hư cấu. Nói đẹp là sáng tác, mà nói một cách rất là tầm thường đó là nghĩ lung tung, nghĩ bậy bạ, nghĩ được thứ chuyện hết. Chúng ta thì cười vì sai gì, nhưng chúng ta nhớ rằng tại sao mình không cười chính mình, tâm mình cũng vậy. Không phải chỉ vì sai gì như vậy, mà bản thân của chúng ta cũng vậy. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta nên tự khẳng định với chính mình rằng đừng nghi thơ, đừng nghi thơ nghĩ rằng mình biết mình hiểu mình. Đi xa vời cô độc, vô hình, ẩn hang sâu, ai điều phục cho bạn tự thân không? Thưa quý vị, chúng tôi đã nhờ tiếp lời cho Hòa Thượng Thầy Siêu. Bởi vì ngày hôm nay hơi mệt, bây giờ thì có lẽ là nó cũng còn có 30 phút, 30 phút nữa. Thì chúng tôi xin dành thời gian còn lại để cho phần thảo luận của Chư Tăng. Quý vị có thể cho chúng tôi biết rằng có chữ tôi biết đâu, chữ vị giáo sư nào đang có mặt ở trong lớp học không? Nếu vị đều thấy, tại vì chúng tôi đang dùng phone để mà học học, chúng tôi không có thấy rõ. Quý vị có thấy chữ vị nào không?
không có khi nào hết. Chắc hôm nay chị Thành cũng mệt. Chị xin được tiếp tục quý vị. Ở đây tất cả chúng ta nên đọc những lời Phật dạy qua câu Pháp Cú này chứ. Không phải đơn giản chỉ là một cái lời dạy riêng cho một vị sa di hay là cho một cái duyên sự, mà Ngài có một thông điệp cho tất cả chúng ta. Thông điệp đó đó không phải Ngài dạy để chúng ta mặc cảm, để chúng ta cảm thấy mất niềm tin. Nhưng mà cái thông điệp đó Đức Phật Ngài muốn dạy chúng ta nên thành thật với chính mình. Một trong những cái cửa ải rất là quan trọng của một người tu tập là có khả năng nhìn lại và có khả năng chấp nhận. Tâm là như vậy, thân là như vậy. Không có một người nào chữa bệnh thứ gì mà không nhận rằng mình có bệnh và chữa được bệnh đâu. Một cái đầu tiên để chữa bệnh trước là chấp nhận rằng mình có bệnh. Không nhận mình có bệnh xuống luôn. Tâm mình cũng vậy. Chúng ta thường có một cách nhìn là thấy tôi nói nhiều cho tâm tôi tốt, khổ sở cho tâm Phật. Chúng ta thường có cái nhìn là tâm tôi vậy mà hiền không phải ai hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là hiền lành không phải ai, nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Và cái chật vui chật buồn, cái bất định của đời sống, nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Dĩ nhiên là chúng ta không nên sống với mặc cảm. Nhưng mà chúng ta nhớ một câu nói của Tịnh Sự này nói rằng chưa đắc quả A-la-hán khoan tinh tâm của mình. Câu nói đó có thể làm chúng ta lo sợ, ghê quá. Nhưng mà quý vị, quả thật trong cuộc luân hồi chúng ta có thể vì danh, vì lợi, vì tình yêu hay là vì bất cứ lý do này, lý do khác, mình làm những chuyện đại nghịch bất đạo mà mình không biết được. Chúng ta có thể vì lý do hận thù mà mình có thể sát sanh hại vật mà chúng ta không biết được. Mặc dù bây giờ chúng ta đang nghe Pháp là một người Phật tử và mình nói rằng mình không có như vậy. Phải thành thật nhận rằng tâm của chúng ta dễ bị chi phối. Phải thành thật mình nhận rằng tâm của chúng ta có một thế giới rất mông lung. Và trong thế giới mông lung đó, cái khả năng mà kiểm soát, cái khả năng tối hiểu, khả năng mà thật sự nắm vững, nắm rõ rồi, nó không có nhiều như chúng ta nghĩ. Vì điều này thì chúng ta nói rằng trong tất cả các vị giáo chủ tôn giáo đó, Đức Phật là vị đề cập nhiều hơn hết. Ngài nói rất ít về niềm tin, thần linh. Ngài nói rất ít về cái nghi lễ thờ phượng. Nhưng đặc biệt Đức Thế Tôn Ngài nói nhiều về sự khổ, nhân sinh khổ. Và khi đề cập đến sự tu tập thì Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến cái sự quân tu nội tại. Và nói sự quân tu nội tại thì Đức Phật lưu ý chúng ta biết rằng tâm nó cũng có nhiều mức mắt, nó có nhiều quẩn khúc, nó có nhiều phức cảm, và đừng bao giờ chủ quan. Khi chúng ta chấp nhận như vậy không có nghĩa là tự mình làm cho mình lo, tự mình làm cho mình sợ. Nhưng mà nếu chúng ta ra trận mà không hiểu rõ kẻ địch, không hiểu đối thủ là ai,
họ mạnh yếu như thế nào thì chúng ta thua là dễ dàng. Bởi vì thứ gì, không ai có thể chuẩn bị một cái kịch bản cho tất cả mọi tình huống. Mỗi tình huống đều có một cái kịch bản riêng, mỗi kịch bản riêng đều có cái ứng xử riêng. Vì vậy biết người biết ta trong trận trong thắng, không thể nào đem một cái chiến thuật, đem một áp dụng tất cả trận, đem một cái to thúc để trị tất cả bệnh, không có chuyện đó đâu. Và do vậy từ cái nhận thức một cái thành thật này thì chúng ta sẽ hiểu chính mình. Để hiểu chính mình, Đức Phật dạy chúng ta nên lưu ý một cái biểu hiện. Những biểu hiện này do chúng ta biết phần nào về nội tâm của mình. Ví dụ như là căn bản thì chúng ta có niệm hơi thở. Thở vô, biết thở vô. Thở ra, biết thở ra. Thở vô dài, biết thở vô dài. Thở ra dài, biết thở ra dài. Cảm nhận hơi thở toàn thân, biết rõ. Cảm nhận hơi thở toàn thân, thở ra, biết rõ. Thở với tâm an lạc, biết rõ. Thở với tâm không an lạc, biết rõ. Thở với tâm tư thoải mái, biết rõ. Thở với tâm tư miễn cưỡng, biết rõ. Thở với sự thấy biết về vô thường, biết rõ. Thở với sự thấy biết về vô thường, thở vô, thở ra, biết rõ. Đó là chúng ta mượn hơi thở. Để qua hơi thở, chúng ta biết được tâm ý của mình. Và Đức Phật này cũng dạy chúng ta đọc tư tưởng qua cái cảm thọ. Cảm thọ đó là một cái hành tướng khác của tâm. Mà qua đó mình biết về chính mình. Có những ngày mà chúng ta thích bị lòng thanh thang, phấn khởi, an lạc. Có những ngày thức dậy tâm tư chịu nặng, buồn nản, bực bội. Có những ngày mà chúng ta thấy được tâm của chúng ta nó bình lặng, thản nhiên với nhiều thứ. Có những ngày mà chúng ta lo âu với nhiều. Những cái cảm thọ như khổ lạc ưu xã phải được thấy, phải được biết. Biết như vậy nó tốt cho chúng ta. Cái tốt đầu tiên là cho chúng ta thấy là cảm thọ nó muốn buông mặt. Và tâm ý của chúng ta cũng muốn buông mặt. Vui đó, buồn đó. Chúng ta thấy có những ngày không phải là vì người ta chọc giận mình làm cho mình buồn. Hay có những ngày mà chúng ta có gì quá vui là vui. Nó kỳ lạ lắm. Có khi chỉ một bông hoa nhỏ lỡ bên đường làm cho chúng ta vui. Có khi được cả một gia tài lớn, nó cũng làm tâm tư chúng ta chuyển động. Mình phải thấy. Mình phải biết như vậy. Và rồi Đức Phật này cũng dạy chúng ta để ý cái sanh diệt của tâm thức. Thí dụ như có lúc nào đó chúng ta mới mua được một xe mới, rất là hào hứng chăm sóc này chăm sóc này kia, vài ba tuần vài ba tháng sau nó nguội lạnh đi, chúng ta lại hứng thờ với chiếc xe mới, thì cái hứng thờ cũng như cái hào hứng đó, nó cũng có cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc, có sanh có diệt, chúng ta nên biết. Và do chúng ta nhìn thường, thấy thường, thì chúng ta nhận ra rằng cái sanh diệt, cái vô thường của tâm thức đó, nó không phải chỉ đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà nó cũng còn đến từ cái yếu tố trong lòng. Không phải có nhiều khi cuộc đời bỏ mình mà mình bỏ mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể sống trong một quốc độ mà cái nền kinh tế suy vong, chúng ta không sống được nữa. Nhưng mà cũng có khi là chúng ta không thích nữa thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta ra đi, quay lưng bỏ lại sau lưng tất cả. Chúng tôi có nói chuyện với một nhà sư, vị này từ Ấn Độ và Thái Lan sang định cư ở Pháp. Lúc mới đến Pháp thì tha thiết đủ điều hết. Học tiếng Tây, thấy
rất là cao sang. Đi Paris thì rất là thích vườn ngược sông vua, rất thích khu viên của Đại học Sorbonne, rất thích sạch tình huống đi toa, rất thích tùa phê. Mà cả một thế giới nó vô cùng quan trọng lắm. Nhưng mà rồi 3-4 năm ở đó với sự phật quả ở bên trời Tây, vì này lại nghĩ là di cư sang Mỹ. Mà khi sang Mỹ rồi thì Đức Phật muốn quay trở lại, không muốn quay trở lại Pháp nữa. Và khi nhắc lại thì nhớ là những ngày ở căn phòng rất chật chội, nhớ những ngày mà sáng chiều phải đi metro, ở dưới metro thì nó chen chúc, nó khai. Nhớ những tháng ngày sống ở bên Pháp lạnh lẽo vào mùa thu, mùa đông bao vực. Chúng ta là vậy. Cái mà chúng ta rất thích, rất hoan nghỉ, rất khảo hứng, và cái mà chúng ta lãnh đạo không tha thiết, thành ra nó chỉ là ở trong găng tức thôi. Và bởi rằng nó có cái lý do chánh đáng, thành ra nó có lý chánh đáng. Có ai đó nói câu này là con tim có lý lẽ riêng của nó. Mà thực sự chúng ta phải nói rằng phải là con tim không mà. Chúng ta nói rằng tâm thức của chúng ta đó, cái đúng sai phải có ý thích hay không thích đó, thì nó có lý lẽ riêng. Và điều đó cho chúng ta biết cái hiện tượng vô ngã. Hiện tượng vô ngã. Con người chúng ta lạ lùng lắm thưa quý vị. Lạ lùng lắm. Khi ta về lại nhớ ta đi. Lúc mà mình đang sống ở trong cái sự hụt lặng, trầm luân luôn, mình muốn đi tu thiền, mơ về một cảnh giới rất là thanh tịnh, mơ về một cảnh giới thuần về sự tu tập. Đến trường thiền rồi, tu một hai ngày lại mơ về một thế giới rất là bình thường, nấu ăn buổi sáng, đi chơi buổi chiều, nói chuyện người này người kia. Chúng ta thường trách là người này có ưa, người kia có dạy, người nọ hay thay đổi. Nhưng mà trong ý của chúng ta thì nó rất là vô tình, nó muôn mặt, nó chứa đầy những phức cảm. Và một ở trong những thái độ cần thiết của chúng ta là thành thật nhận ra điều đó, hơn là chúng ta cứ cứ quan cao chút, tô hồng chút đục, nói mình rất là đẹp, mình rất là tốt hơn Phật. Nhưng có gì qua kỹ trường, chúng tôi một chút xíu nha, chúng tôi chờ một chút xíu. Xin lỗi quý vị, không biết quý vị Phật tử có thể cho chúng tôi biết rằng hiện tại ở trong lớp học có vị giảng sư nào đang có mặt không? Nếu có thì quý vị có thể cho biết thì chúng tôi xin quý nghe. Dạ Phật. Chúng ta xin được tiếp tục. Và một khi mà chúng ta những công kinh pháp cú như hôm nay và những duyên sự đi kèm kinh pháp cú, và kể cả phạn văn chuyên chở những lời Phật dạy mà Hòa Thượng Từ Siêu ra xét điểm mà chú trình bày ở đây, thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có một cái nhìn là có những câu chuyện, có những ý nghĩa mà được nói từ xưa, rất xa xưa. Thời đó là thời mà nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa có đường biên địa, nhiều ngôn ngữ vẫn chưa hình thành. Nhưng mà những gì Đức Phật dạy mang cái giá trị vượt thời gian.
rất khó để chúng ta tưởng tượng được là con người sống ở trong lưu vực sông Hằng từ hơn 2.500 năm trước đã được nghe Đức Phật Ngài chỉ điểm, đã được nghe Đức Phật Ngài dạy về những điều mà mang cái giá trị to lớn đối với người thời đó và đối với chúng ta hôm nay hoàn toàn cũng khác. Chúng ta cứ đọc lại đi. Có lời nào Đức Phật dạy ở đây mà điều đó nó đã lỗi thời, nó không còn đúng với đời sống hiện tại nữa. Đi xa vời cô độc, vô hình ẩn hăng sâu, ai điều cuộc tâm ấy tưởng thần không bật. Nó vẫn như từ thỏa nào cuộc sống của chúng ta thời Đức Phật còn tại thế như vậy, ngày hôm nay như vậy, đời này như vậy và mãi mãi đời sau cũng như vậy. Không có cuộc sống nào, không có cảnh giới nào, không có hoàn cảnh nào mà tâm con người nó không mang bản chất đó. Và do vậy trong mỗi trường hợp đó, thì chúng ta rất cần làm một việc, đó là nhìn lại nội tâm của mình. Mình thấy rằng mình rất là tử tế đó, nhưng mà cái tử tế là bên ngoài, đó là mình đang đóng kịch, hay là thực sự trong tâm, thâm tâm như vậy. Mình thấy rằng mình thiết tha đó, nhưng mà cái thiết tha đó đó nó có mặt chúng ta xem là sự tu tập là một ưu tiên hàng đầu hay không. Thứ vị có một lần chúng tôi đi xe với một vị thầy Nam Tông và hai vị sư bên Nam Tông, và cả ba vị đó đó sau một chuyến đi từ Samana ở Georgia về Tampa đó, thì các vị đó hơi khó chịu về một điểm là vì chúng tôi đi xe chung thì sinh hoạt rất là hoa nghỉ, anh em cũng vui, nhưng mà lũ này thì vào buổi sáng chúng tôi hay bận vào trong bao thoát, và các vị đó nói rằng sao mình nhìn ổng vào bao thoát là cái gì, mình nó luôn mình giao lại cho ai đó để mà mình nghỉ ngơi. Ý các vị cũng nói rằng chúng tôi nên nhìn trọn thì giờ để cho mọi người đi trong chuyến đó. Nhưng quý vị biết là chúng tôi vẫn có một cái cách làm việc đó, là chúng tôi không có giống trống cua chuông, nhưng mà cái gì mình làm thì mình rất là bình tĩnh, và chúng tôi tin vào cái nếp bình sẽ bình tĩnh. Và rồi có một vị trong đó nói với chúng tôi một điều là mình đó có vào sinh hoạt trong bao thoát, dĩ nhiên không phải trong lớp Phật Pháp Bồ Tát này, vị này là vị thầy Bắc Tông, nhưng mà sau thời gian thì khám phá ra rằng những người vào trong bao thoát á, họ không đáng để cho mình bỏ công bỏ sức thuyết pháp, họ không đáng để cho mình phải hao hơi bởi sức. Thì sao vậy, họ vào trong đó mình không biết ai là ai, lúc họ nghe thì họ có thể nằm, có thể đi, lúc họ nghe pháp thì họ có thế này thế kia. Thì vị này nói rằng thà là sinh hoạt trong đạo tràng 5 người 10 người, và biết là những cái vị đến tu tập á, họ mặc áo tràng, họ trang nghiêm ngay ngắn, họ ngồi ngay ngắn, họ tu tập á, thì vị này sẵn sàng một ngày có 5 người 10 người đến tu, vị này cũng sẵn sàng bỏ ra vài ba tiếng đồng hồ. Vì nói chuyện trong phao thoát á, còn 40-50 người đi nữa mà cũng biết người đó làm sao, thành ra họ bầu đít họ bỏ đó rồi, rồi mình cũng không có hứng thú nữa. Thì khi chúng tôi nghe vị nói như vậy đó, thì quý vị biết là chúng tôi cũng nói rằng thật ra mỗi người đều có một cái cảm nhận, và đây là cá nhân của tôi chắc thì tôi hoàn toàn tin một điều rằng ở trong phao thoát như là trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma, nhưng mà tử vào đây á, không ai bắt buộc hết. Chúng tôi chưa bao giờ gọi điện thoại cho quý Phật tử để nói rằng hãy vô vào tham dự, hay sao bữa nay không thấy vào, bữa mai thấy vào, quý vị quan nghĩ quý vị vào, không quan nghĩ thì thôi.
Nhưng mà chúng tôi tin rằng những người vào đó không có bất cứ một điều kiện gì nhưng mà vẫn vào thì đối với chúng tôi điều rất là quý. Chúng ta điều rất là quý. Tại vì sao vậy? Tại vì không có cái sự trèo kéo, không có cái sự níu kéo, lôi kéo, không có ai bắt buộc. Có ai bắt buộc quý vị đâu? Chúng ta không biết ở đây có vị nào vào trong lớp Phật Pháp mà có ai bắt buộc đâu. Nhưng mà rõ ràng là quý vị đã chịu khó vào để lắng nghe, để học thì đối với chúng tôi điều rất quý. Quý Phật tử đến chùa mà tới giờ tụng kinh, quý vị lên tụng kinh nghe Pháp cũng chưa chắc á, là quý vị tận tâm như là ở trong lớp Phật Pháp của Đạt Tham Ma này. Thì điều đó, đó nó cho chúng ta thấy điều gì? Nó cho chúng ta thấy một điều là hễ mình có ý thức mà quyết làm thì làm thôi. Còn bây giờ mình không muốn. Chúng tôi biết ở đây có những vị MC đã làm trong lớp bao nhiêu năm? 5 năm, 10 năm, 20 năm quý vị đã làm. Thì chúng tôi cũng phải nói rõ quý vị, không cần nói quý vị cũng biết những vị này làm á là không bao giờ có lương mà cũng chẳng có ai bắt buộc. Chúng tôi nghe là cái nhiều khi Sư Tự Kỳ còn kêu còn nhắc á, bản thân chúng tôi chưa bao giờ gọi điện thoại với Phật tử nói rằng sao quý vị cũng vào làm việc hết, không có. Hãy quý vị báo chúng ta là quý vị không vào làm việc được thì chúng tôi nghĩ rằng như vậy thôi. Nhưng mà thật sự trong tâm tư của chúng ta, chúng tôi nghĩ rằng đây mới chính là những viên ngọc, đây mới chính là những người có tâm, và đây là cái cách Đức Phật giảng dạy chúng ta. Ngài để lại chúng ta một gia tài, Ngài để chúng ta những cái lời dạy được ghi lại, và kinh Pháp Cú là một cái sưu tập của những kệ ngôn tuy rất là ngắn nhưng mà càng đọc thì chúng ta càng thấy rằng đây là những điều liên quan đến đời sống hàng ngày. Một số các vị có thể đọc điều đó như là một cái quyển danh ngôn điển tích, một số các vị có thể đọc điều đó như là những cái căn kinh để tụng, nhưng có những vị đọc những lời Phật dạy đó như là những gì có cái tác dụng lợi lạc để khai tâm tỉnh trí chúng ta. Và điều đó điều rất quý, điều rất quý. Nên khi mà chúng ta đọc những cái lời dạy như là bài kinh ngày hôm nay đó, thì quan trọng là chúng ta có tìm một cái sự liên hệ giữa những lời Phật dạy đó trong vào trong đời sống rất thực hàng ngày của chúng ta không. Sẽ có một ngày chúng ta bối rối với chính mình và không hiểu rằng tại sao mình lại mông lung như vậy. Tự nhiên chúng ta nhớ con Đức Phật dạy mà chúng ta đã học hôm nay, đi xa vời cô độc vô hình ẩn hang sâu, ai điều cuộc tâm ấy tiểu thành cũng bắt được. Đó là Đức Phật đã dặn chúng ta, Ngài đã dạy chúng ta, Ngài đi chỉ điểm chúng ta rằng cái bản chất của nội tâm nó là như vậy đó, nó là như vậy đó. Mà trước khi mà chúng ta muốn tu, trước khi mà chúng ta muốn làm gì thì chúng ta phải chấp nhận sự thật đó là như vậy. Bây giờ thưa quý vị, một người muốn trị bệnh mà không chấp nhận là mình có bệnh sao trị bệnh được? Một người muốn giúp đỡ người khác mà không biết là người đó có vấn đề gì sẽ giúp đỡ được? Một người muốn làm công việc mà không biết là cái vật liệu công việc rõ ràng làm sao làm được? Chúng ta không thể nào chuyển hóa được tâm ý mình nếu chúng ta không thấy được bản chất thực của tâm. Và nói với bản chất thực của tâm thì chúng ta thấy được rằng Đức Phật khẳng định tâm nó nằm ở trong cảnh giới mông lung, đi xa vời. Cái chỉ xa vời chúng ta hiểu sao đó thì chúng ta hiểu, nhưng mà thứ gì nó mênh mông lắm, nó mênh mông đến nỗi mà không phải chuyện ở đây một vị sa di đang đứng hoặc hầu sư cậu và mới sắp phải trên nhận được và mới cái nỗi buồn sư cậu từ chỗ không nhận, mà đến cả một câu chuyện như một vở kịch, như một quyển tiểu thuyết. Mà đời sống của chúng ta ngày hôm nay với mạng xã hội, với tin tức năm châu bốn biển và Facebook với bao nhiêu thứ đó, thì cái thế giới chúng ta càng ngày nó càng mông lung. Mà thưa quý vị, với cái sự có mặt của người Việt khắp năm châu bốn biển ngày nay đó, thì thưa quý vị, cái tư duy của chúng ta đó là một cái tư duy về một thế giới mà nó không có cùng.
mà chúng ta cũng nhớ rằng một trong những vấn đề của tâm ý là nó cô độc. Những người sống ngoài đời mà những người cô độc đó, họ hay sống không có định hướng, mất phương hướng. Người sống một mình, họ sống họ không có dè chừng, họ sống không có cẩn thận. Một người sống một mình, đôi khi sống rất là hoang dại. Sự cô độc đó làm cho tâm hoang dại. Nhưng nó có, nhưng phải không có, chúng ta nghĩ đi. Nó có liên hệ đến đời sống của chúng ta. Đi xa vời cô độc, vô hình ẩn hang sâu. Bởi vì nó vô hình vô tướng, không ai thấy được. Người khác không thấy đã đành bản thân của mình. Mình chỉ chắc là biết một mình. Đôi khi chúng ta nghe câu chuyện đó là có người nào đó mà muốn khẳng định người khác biết là mình rất là giỏi. Mà nói tôi đi gút cái bụng chị, tôi đi gút cùng anh. Thì nói cho vui về thôi. Ví dụ họ đi gút cái bụng cũng chưa chắc là họ biết hết. Nói cho vui về thôi, chưa chắc. Cái tâm của họ, họ chưa biết là làm sao biết tâm người khác. Thì đúng là vô hình, ẩn hang sâu. Càng sống thưa vị, tâm ý chúng ta càng phức tạp lắm. Chúng ta không phải chỉ có một hố thẳm tư tưởng như Phạm Công Thiền nói đâu. Chúng ta có trăm muôn ngàn hố thẳm. Và những vực sâu đó, những hố thẳm đó đó, nó làm cho chúng ta mất hút hoàn toàn. Đôi khi chúng ta không biết, còn biết là mình là ai nữa. Ủa sao mình lại nghĩ như vậy? Ủa sao mình đi xa như vậy? Vì sao gì thì sống một hố thẳm. Đừng cái chuyện mà nghĩ rằng mình hoàn tục rồi bán sắm vải, rồi nuôi bò, rồi có vợ có con, rồi những con vợ con đi chùa bằng. Cái hố thẳm đó là khô cùng. Chúng ta hay nói là lòng tham không đáy. Nhưng mà thật sự hố thẳm của nội tâm nó không phải đáy. Không có hố thẳm nào phải đáy hết. Bởi vì chúng ta thử nghĩ. Và có vào trong trường thiền tu tập rồi mình thấy đó. Đúng là một thế giới. Một thế giới khôn cùng. Có bao nhiêu là gốc, bao nhiêu là hang sâu, bao nhiêu là hố thẳm mà chúng ta hoàn toàn rất là dễ dàng để mất phương hướng. Dễ dàng mất cái định hướng của mình. Đi xa vời cô độc. Vô hình ẩn hang sâu. Ai điều phục tâm ấy? Khi Đức Phật ngày dạy đi xa về cô độc vô hình ẩn hang sâu, bốn đế ở trong hai câu nó chỉ chung cho cái bản chất rất thật của tâm thức, bản chất rất thật của chúng sanh. Nhưng mà khi ngài dạy rằng ai điều phục ta lấy chứ, thì thưa quý vị, Đức Phật nhắc chúng ta hình ảnh của những bậc mà đã kéo tu khéo chứng, thì thật ra thiểu số rất ít. Rất ít người có khả năng điều phục thôi. Tử thần không bắt được, thì người đó thoát cái cảnh giới sanh tử, thoát cái vòng lẫn quẩn. Và khi nó thoát sanh tử, thoát lẫn quẩn, thì chúng ta nên hiểu được bản chất của chúng ta là lẫn quẩn. Cái chuyện đó nó lặp đi lặp lại. Không biết quý vị nhớ câu chuyện Uddiya mà chúng ta, Uddiya mà chúng ta đọc ngày hôm qua, khi mà Đức Phật ngài nói với vị Bà La Môn lần này lần nữa giao hạt trồng, lần này lần nữa trời mưa trút, lần này lần nữa nông phu cài, lần này lần nữa lúa đâm, nhưng mà lần này lần nữa hành khất sinh, lần này lần nữa người bố thí, lần này lần nữa do cho, lần này lần nữa người sanh thiết, lần này lần nữa nhập thai bào, lần này lần nữa sinh rồi tử, lần này lần nữa sát tống đạt. Bây giờ chúng ta có hình ảnh rất là buồn nản, lần này lần nữa bắt sữa bò, lần này lần nữa bê tìm mẹ, lần này lần nữa mệt và lo, lần này lần nữa đời sống của chúng ta quanh đi quẩn lại. Và khi nghe dùng chữ vô đáp vô năng, một câu nói từ cái sự chán chường, từ sự bực phiền của ông Bà La Môn, và nghe dùng câu nói đó là gì?
Đức Phật ngài xoáy sâu, chỉ thẳng vào trong bản chất nội tâm. Chúng ta cần, rất cần một sự cởi mở. Đôi khi mình tạm quên mình là ai, đừng nói mình hay, đừng nói mình giỏi, đừng nói mình là nhà sư, đừng nói mình là Phật tử, đừng nói mình là người có trình độ, đừng nói mình là người bình dân, vân vân. Cái chuyện đó quan trọng. Quan trọng chúng ta nên biết rằng tất cả chúng ta đều mang một cái chất giống nhau, có bản chất giống nhau khi nói về đời sống nội tâm. Và chúng ta cũng tự giác rằng khi mà chúng ta muốn chuyển hóa, muốn thay đổi thì chúng ta phải vượt qua điều đó. Điều phục một thứ tâm như vậy, vượt qua cái sa mạc đó, làm sao để không tiếp tục cuốn hút vào trong cái số thẩm đó, đó là một việc không đơn giản, một thử thách, một thách thức rất lớn cho mỗi người chúng ta. Và nếu chúng ta thành thật nhận như vậy thì đầu tiên là giống như một người bị bệnh mà đến gặp bác sĩ, đừng kể cối cả chày với bác sĩ, và cái thành nhận rằng tôi bị bệnh, xin bác sĩ hãy giúp. Bác sĩ nói thì mình lắng nghe. Nếu bác sĩ nói mà mình không lắng nghe thì thực sự có vấn đề. Bác sĩ giỏi đến đâu mà họ cho thuốc mà chúng ta không uống nhiều thôi. Đó cũng là hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, một bậc đã gọi là thiện thể, là khéo đi mà không có thối chuyển. Nhưng mà rồi những lời mà Đức Phật dạy lại chúng ta có áp dụng, có thể liên hệ đến đời sống hàng ngày ra sao, đó là tùy mỗi chúng ta, hoàn toàn tùy mỗi chúng ta. Bài học ngày hôm nay quý vị đã cho chúng ta một số những điểm rất là lợi lạc để tất cả chúng ta cả gì có thể tìm được những cái ý nghĩa rất thật, rất gần và rất thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày với một người tu tập. Nhưng mà tiêu hóa được điều đó hay không là tùy mỗi chúng ta. Chúng tôi xin được kết thúc sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Bích Thâm ở tại đây. Thì mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn tấn cấp phổ thông và chúng tôi sẽ là vị đảm trách môn học đẹp. Chính đại lý Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.